Xin chào tất cả các em. Để tiếp tục các chuyên đề cho các bạn học sinh bị mất căn bản thì hôm nay cô sẽ ra chuyên đề 3 là chuyên đề tính theo phương trình hóa học. Chuyên đề này là một chuyên đề rất là quan trọng để giúp cho các em có thể làm những bài toán cơ bản nhất của chương trình hóa học. Và đối với chuyên đề là tính theo phương trình hóa học thì vì sao nó lại quan trọng thì là như em đã biết rồi, thì trong các bài kiểm tra và bài thi của em kiểu gì cũng có các bài toán liên quan đến tính toán, đúng không ạ? Và liên quan đến tính toán đấy chính là các bài toán tính theo phương trình hóa học. Vậy thì để làm tốt được phần bài tập này thì cô yêu cầu các em như sau. Thứ nhất là các em học thuộc các công thức tính mol. Và các công thức tính mol này thì các em hãy vào kênh của cô là vào kênh YouTube và Ms Hạnh. Xong đấy các em tìm vào phần video tải lên, các em tìm đến video tổng hợp các công thức tính mol. Hoặc là các em sẽ vào phần hóa học lớp 8 hoặc hóa học lớp 9 miễn phí đấy, thì nó cũng có tổng hợp các video tính mol của cho các em ở đấy, tìm vào phần video đấy. Trong phần tổng hợp video tính mol, ngoài công thức tính số mol ra, các em hãy học thuộc cho cô tất cả các công thức liên quan đến xung quanh các công thức liên quan đến công thức tính mol thì các em cũng phải học thuộc, được chưa ạ? Và này nó rất là quan trọng, cho các em, nó giúp cho các em có thể làm được. Đây là cái yêu cầu cần thiết đầu tiên để các em có thể làm được bài toán tính theo phương trình hóa học. Bởi vì khi mà các em không biết được cách tính số mol thì các em có thành thạo các bước đến đâu đi chăng nữa thì các em cũng không thể làm được bài, đúng không ạ? Thứ hai là các em học thuộc các bước sau đây cho cô. Các bước sau đây thì là có các bước là gồm 3 bước để các em đi làm bài toán tính theo phương trình hóa học. Bước thứ nhất là khi mà các em đọc một bài toán thì phần nào nó có liên quan đến dữ kiện để các em đi tìm số mol thì chúng ta sẽ phải đi tìm số mol. Đến bước thứ hai là các em viết tất cả các phương trình liên quan. Và đến bước thứ ba là các em sẽ dựa vào tỷ lệ, tỷ lệ mol để các em tính số mol của các chất liên quan. Các chất liên quan là gì? Các chất liên quan là các chất mà người ta nêu ra ở phần câu hỏi đấy. Cứ hỏi đến chất nào thì các em phải đi tính số số mol của các chất liên quan đã. Sau đấy thì các em sẽ trả lời được câu hỏi đề bài. Sau khi tìm được số mol rồi thì kiểu gì các em cũng sẽ trả lời được yêu cầu của đề thôi. Đây là các bước. Cô nhắc lại này, thứ nhất là phải học thuộc cho cô, bắt buộc học thuộc các công thức tính mol. Và nhớ cho cô 3 bước để chúng ta làm bài toán tính theo phương trình hóa học, đúng không ạ? Bây giờ thì trên cơ sở là các yêu cầu như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đi thử vào làm một số các bài tập. Bài tập dạng ở đây thì bởi vì là dành cho các bạn học sinh bị mất căn bản nên là cô sẽ đi vào những bài tập nó khá là cơ bản để cho các em vận dụng được phần kiến thức. Nói là cơ bản nhưng mà các em cũng sẽ gặp những bài này, có thể gặp trong các bài kiểm tra cũng như bài thi của em. Các em hoàn toàn có thể gặp những dạng này chứ không phải là những dạng này là nó quá dễ các em nhé. Đấy. Vậy bây giờ thì bài đầu tiên là cho 6,5 g kẽm tác dụng hết với lại là dung dịch H2SO4. Tính thể tích của chất khí thu được và tính khối lượng muối cho phản ứng. Vậy đối với bài này, đầu tiên là các em phải đi tính số mol. Số mol thì có những công thức nào các em phải học thuộc này. Ở đây với dữ kiện là khối lượng thì chúng ta sẽ dùng công thức nào đây? Chúng ta sẽ dùng công thức là lấy khối lượng chia khối lượng mol. Phải không nào? Vậy chúng ta sẽ giải bài này như sau. Giải này, các em sẽ có là số mol, đầu tiên tính số mol ra, số mol của ZN. Muốn tìm số mol ở đây có nhiều công thức nhưng các em sẽ sử dụng công thức m nhỏ trên m lớn, bởi vì đây người ta cho khối lượng. M nhỏ là 6,5, m lớn của nó kẽm là bằng 65. Bạn nào mà muốn nhớ được các khối lượng này các khối lượng mol của nó này thì các em hãy cũng vào kênh của cô và tìm đến video là giúp các em nhớ nhanh các khối lượng các nguyên tố. Có video là cách để nhớ nhanh các khối lượng các nguyên tố hóa học đấy, thì các em hãy tìm đến video đấy và xem nhé. Vậy 6,5 chia cho 65 thì bằng 0,1 mol, đúng chưa? Bước thứ hai là các em sẽ phải viết phương trình phản ứng. Vậy phương trình phản ứng ở đây là gì? Phương trình phản ứng ở đây là kẽm này tác dụng với cái gì các em? Tác dụng với lại dung dịch H2SO4, đúng không ạ? Vậy tác dụng với dung dịch H2SO4 này thì các em nhìn này, kẽm này nó sẽ đẩy hydro ra. nó thế vào vị trí hydro, đẩy hydro ra. Vậy thì tạo thành ZN liên kết với SO4, tạo thành ZnSO4 này. ZN hóa trị 2, SO4 hóa trị 2, vậy là ZnSO4 cộng với hydro bị thoát ra, bay lên, đấy, bị đẩy ra. Được chưa ạ? ZN nó thế vào đây thì hydro đẩy ra. Và chúng ta có tỷ lệ này là tỷ lệ 1111. Tỷ lệ chính là cái ở phía trước của các cái chất này. Phía trước này không viết gì, tức là 1, còn có viết bằng bao nhiêu, ví dụ 23 thì các em ghi 23 vào, còn không viết gì tức là tỷ lệ 11. Đúng không ạ? Số mol ở đây là 0,1 mol thì các em ghi 0,1 mol. ZN người ta đã cho là bằng 0,1, đúng chưa? Vậy tiếp theo là chúng ta sang bước tiếp theo đây là dựa vào tỷ lệ mol để tính số mol của các chất liên quan. Vậy số mol các chất liên quan là các chất nào? Các chất mà đề bài người ta hỏi. Về đây chúng ta sẽ có số mol của chất liên quan là số mol của H2 và số mol của muối. Vậy theo phương trình phản ứng. Theo phương trình phản ứng. Sang câu A này. Đây, theo phương trình phản ứng thì ta có là số mol của H2 khí mà thì là H2 thì nó chính bằng số mol của cái chất này. Tính theo chất liên quan đúng không ạ? Chính bằng số mol của ZN đi. Vì tỷ lệ 11. Vậy thì nó lại bằng 0,1 mol. Được chưa? Thế thì tính được cái số mol của các chất liên quan rồi thì chúng ta sẽ tính theo yêu cầu của đề thôi. Người ta yêu cầu tính thể tích. Vậy chúng ta có thể tích khí thu được ở đây chính là VH2. Muốn tìm thể tích thì lấy số mol nhân 22,4. Đây là công thức liên quan trong phần cái công thức tổng hợp công thức tính mol, các em nhớ. Vậy số mol này thì bằng 0,1 nhân với 22,4 thì nó sẽ bằng là 2,24 lít. Như vậy là chúng ta sẽ thu được 2,24 lít H2. Được chưa ạ? Sang câu B là tính khối lượng muối. Vậy khối lượng muối chính là cái chất này đây. Cái chất này chính là muối đây. Vậy muốn tìm khối lượng muối thì ta cũng phải tìm số mol của chất liên quan, tức là số mol muối. Vậy thì theo phương trình phản ứng. Theo phương trình phản ứng thì ta cũng có là số mol của FeSO4 này thì nó chính bằng số mol của ZnSO4, xin lỗi em, ZnSO4. Nó chính bằng số mol của ZN, đúng không ạ? Tỷ lệ 11. Vậy thì nó cũng bằng 0,1 mol. Biết được số mol rồi thì các em sẽ tìm thôi, khối lượng thôi. Khối lượng muối thu được. Khối lượng muối thu được chính là M của cái ZnSO4, đúng không? Muối ở đây là ZnSO4 thì nó sẽ bằng N nhân với M lớn, đúng chưa ạ? Số mol là bằng 0,1 này, M lớn này, Zn là bằng 65 này, S là bằng 32 này, O4 tức là 16 nhân 4 này. Được chưa? Bạn nào mà cần học khối lượng các cái nguyên tố này thì hãy cũng vào kênh của cô và tìm đến là khối lượng của cách nhớ khối lượng của các nguyên tố đấy. Vậy chúng ta sẽ có 65 cộng với 32 cộng với 64 thì bằng 161 nhân với 0,1 thì nó sẽ bằng là 16,1 gam. Đấy. Thì nó sẽ bằng 16,1 gam. Và như vậy là các em đáp số thôi. Sau đấy thì các em đi đáp số thôi. Như thế là chúng ta đã tìm được thể tích của khí thu được. Nó chính là 2,24 lít. Và cái khối lượng của muối ở đây là 16,1. Đúng chưa? Rất là dễ. Bây giờ cô lấy thêm một ví dụ nữa này. Cô sẽ xóa bảng đi. Bạn nào cần thì hãy dừng video lại nhá. Cô xóa bảng trên này đi để cô sang ví dụ 2 nào. bài bán 2 nhé. Bài bán 2 là cho sắt tác dụng hết với dung dịch axit clohydric thu được ở điều kiện tiêu chuẩn. Yêu cầu A là tính khối lượng sắt đã dùng . B là tính khối lượng HCl axit clohydric đã tham gia phản ứng. Đấy, các em có thấy những cái dạng này nó quen thuộc với các em không? Đúng không ạ? Vậy để làm bài này thì các em sẽ có như sau. Đầu tiên là muốn tìm số mol. Vậy chúng ta chưa biết khí ở đây là khí gì thì các em cứ chừa ra cho cô 1 đến 2 dòng đã. Chừa ra đấy 1-2 dòng. Và ở đây chúng ta sẽ có cái phương trình phản ứng. Phương trình phản ứng ở đây là sắt này tác dụng với axit clohydric và axit HCl. Vậy thì Fe nó sẽ thế vào vị trí hydro, đẩy hydro ra tạo thành muối sắt 2, tức là FeCl2 cộng với H2. Sắt khi tác dụng với HCl và H2SO4 loãng thì luôn đưa về sắt 2 chứ không phải là sắt 3. Đấy, em cân bằng phương trình. Và chúng ta sẽ có tỷ lệ ở đây không có gì, tức là 1 này, đây là 2 này, 1 này, 1 này. Được chưa? Và đây là cái khí bay ra ở đây chính là khí H2. Vậy chúng ta quay lại chúng ta tìm số mol của H2. Vậy muốn tìm số mol của H2, đây người ta cho thể tích khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy muốn tìm số mol thì các em sẽ lấy thể tích chia cho 22,4. Đúng không? Vậy sẽ bằng là 3,36 chia cho 22,4. Đúng không ạ? Vậy 3,36 chia 22,4 thì nó sẽ bằng 0,15 mol. Được chưa? Đây là cái bước đầu tiên, tức là chúng ta đi tìm số mol chất liên quan. Vậy đây nó là 0,15 mol H2 đây. Thì em ghi vào đã. 0,15 mol. Thế sau khi hoàn thành xong được bước thứ nhất và bước thứ hai rồi, tức là số mol, tính được số mol chất liên quan này, biết được phương trình phản ứng. Bây giờ chúng ta sẽ sang bước 3 là dựa vào tỷ lệ để tính cái số mol của các chất liên quan. Ở đây người ta hỏi cái gì? Chất liên quan, tức là cái chất mà đề người ta hỏi đấy. Vì người ta đang hỏi khối lượng sắt thì người ta phải tìm số mol sắt này. Người ta hỏi khối lượng axit HCl đã dùng thì phải tìm ra số mol HCl đã dùng này. Vậy theo phương trình phản ứng thì A, theo phương trình phản ứng thì ta có này, phải tìm ra số mol trước, đúng không ạ? Vậy số mol của Fe thì nó chính bằng tính theo cái số mol của chất đã biết, tức là tính theo số mol của H2, tỷ lệ 1:1, vậy hai số mol bằng nhau. Vậy nó sẽ bằng là 0,15 mol. Đúng không? Vậy số mol biết rồi thì chúng ta sẽ có là khối lượng sắt đã dùng. Khối lượng sắt tức là Fe. Muốn tìm khối lượng thì các em lấy N nhân M lớn. Đây là công thức liên quan trong cái phần công thức này. Vậy tính bằng 0,15 em nhân với 56 gram. thì nó sẽ bằng 8,4 g. Đấy, như thế là chúng ta cần dùng đến 8,4 g sắt. Được chưa? Sau đó người ta bảo là các em tính khối lượng của HCl đã dùng. Vậy muốn tính của cái nào thì phải tìm số mol của cái đấy. Đấy, tìm số mol chất liên quan, tức là tìm số mol cái đấy. Vậy cũng theo phương trình phản ứng thì ta có là số mol của HCl thì nó sẽ bằng số mol HCl này. Đây là tỷ lệ 1:2, tức là số mol HCl bằng 2 lần số mol H2. Đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng 2 nhân với số mol H2 là 0,15. Thì nó sẽ bằng 0,3 mol. Đúng chưa? Đấy, tức là số mol HCl này thì gấp 2 lần số mol H2. Theo tỷ lệ 1 mol này, 2 mol này, như vậy nó gấp 2 lần lên bằng 0,3 mol. Biết được số mol rồi thì chúng ta sẽ có là khối lượng HCl đã dùng. Khối lượng HCl đã dùng. M HCl thì bằng N nhân M lớn, tức là bằng 0,3 nhân với M lớn của nó, cái này là bằng 1 này, cộng với clo là 35,5. Đúng không? Vậy nó sẽ bằng 0,3 nhân với 36,5 thì nó sẽ bằng là 10,95 g. Được chưa? Sau đấy thì các em đi đáp số thôi. Đúng không ạ? Vậy thì với một cái video ngắn như này, nhưng mà cô hy vọng rằng nó sẽ giúp ích cho các em rất nhiều trong cái quá trình là các em lấy lại cái phần kiến thức của em đã bị không nắm được ở trước đây, đúng không ạ? Để các em có thể làm được ít nhất cũng được một vài những cái ý cơ bản nhất của cái tính theo cái phương trình hóa học. Và cái dạng bài này thì lúc nào các em cũng có thể gặp nó trong tất cả các bài kiểm tra cũng như bài thi. Và các cái công thức tính mol thì nó quan trọng như thế nào thì các em chắc là các em cũng biết rồi, vì liên quan đến hóa học thì tính toán thì kiểu gì cũng liên quan đến tính mol. Và không những là kiến thức của cấp 2 mà sau này các cái kiến thức của cấp 3 cũng như thi đại học cũng cần đến những cái kiến thức này. Cô cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô, và cô chúc cho các em là sớm có được những cái kiến thức của môn hóa học để các em có thể tự tin làm tiếp được các cái bài tập tiếp theo, đúng không nào? Cô một lần nữa cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video bài giảng của cô nhé, và hẹn gặp lại các em ở các bài học tiếp theo.